Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Trong video này thì giới thiệu với các bạn một số cái phô mai rừng bầu sinh của vùng Ninh Thuận các bạn nha. Bữa nay tái xuất lại ha. Mai rừng Ninh Thuận bữa nay tái xuất lại. Một cái phôi có cái đầu lũa khá đẹp nè bạn. Phôi này thì có hoành của nó là 32. Chiều cao của nó là từ mặt bầu lên tới ngọn trên là nó tầm khoảng 50 nha. Phôi này thì giao lưu anh chị em mình với giá là 600 nghìn cộng với lại là phí ship các bạn ha. 600 nghìn cộng với phí ship. Cái phôi này thì anh em từ những cái anh em nào mà nhận xe được á thì anh em nên mua những cái cây bầu lớn tí chuyển xe thì giá tiền nó rẻ. Từ Ninh Thuận á thì mình chuyển đi thì nó dễ ha bạn ha. Phôi này là phôi Ninh Thuận nha bạn nha, và sẽ chuyển đi từ Ninh Thuận luôn. Tiếp theo là mã NA2 hoành 37, chiều cao của nó là 50. Phôi này giao lưu anh chị em mình với giá là 650 nghìn cộng với lại phí ship nha. Hoành 37, chiều cao 50, 650 nghìn cộng với phí ship. Tại vì cây bầu thì nó sẽ nặng, anh em đi ship thì ship vận chuyển, ship bên phí vận chuyển bên bên Viettel hoặc là GNT thì cái phí nó hơi cao, thành thử ra là anh em sẽ hơi 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 ngán đó. Ở đây là em nói trước để anh em có cái sự tham khảo, bởi vì nếu không thì có người lại chê là cái phí cao quá thì tội nghiệp em ha. Đây là một cái phôi mini hoành 29, chiều cao là 35, cây đế trải khá là đẹp bạn nha. Phôi này thì giao lưu anh chị em mình với giá là 400 nghìn cộng với lại là phí ship. Cây hoành nó nhỏ thôi nhưng mà trang thế để chậu mini đẹp các bạn. Để chậu nhỏ, Tết bưng vô để trong nhà đẹp lắm. Hoành 29, chiều cao 35. Phôi này thì nói chung là nó cũng dễ sống nha. Tiếp theo là mã NA4 hoành 32, chiều cao 30. Cây này dáng thế nó cũng khá hay nè các bạn. Dáng bay nè, có một cái chốt bay nè, nhìn khá hay nè. Phôi này vậy chưa để chậu là rất ok nha các bạn nha, đẹp nè. Mấy phôi này về các bạn để nó trong cái cắt gọt mặt cắt này rễ này kia lại xong các bạn để trong thùng xốp kê cao lên, rồi cái mấy bạn có thuốc kích rễ đó các bạn xịt xịt, xịt 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 cho nó đầu đậy nắp lại và cây sẽ ngon lành ha. Hoành 32, chiều cao 30, 450 nghìn cộng với phí ship các bạn nha. Là tầm khoảng chừng 25 ngày sau là bắt đầu nó nứt mầm đó. Vậy đó, thấy vậy đó chứ nó dễ. Tiếp theo là một cái phôi cũng là mini luôn. Hoành của nó thì cũng nhỏ ha, hoành nhỏ. Hoành của nó là 30, chiều cao thì nó cũng 30. Cây có rễ, bỏ rễ khá là đẹp nè các bạn nha. Lùng lực này là phù hợp để bàn lắm luôn. Này nó có một cái phần lỗ nha, lỗ thép rất là đều luôn, lỗ lưng thép cứ ngắt nha. Phôi này cũng giao lưu anh chị em mình với giá là 450 nghìn cộng với phí ship nha. Anh chị em nào yêu những cái phôi này thì mình liên hệ ha. Số điện thoại thì em để trên phần màn hình luôn cho các bạn dễ theo dõi ha. Hoành 30, chiều cao 30. Cây khá đẹp nha bạn nha. Thôi chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Chúc các bạn luôn một cái ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc ha. Chào và hẹn gặp lại các bạn.